mọi người, hello. Ngày hôm nay thì là một ngày gọi là free day của Phương. Hôm nay Phương không có làm gì hết. Phương vừa mới thi học kỳ xong rồi, qua môn rồi, bây giờ chỉ là chờ đến tháng học kỳ mới thôi. Và công việc thì chẳng bao giờ là xong hết ý, nhưng mà gọi là hôm nay cũng không có gấp gáp gì cả, cho nên dành ra cho mình một cái ngày gọi là free day, ngày không làm gì để mình thư giãn một chút xíu. Thì hôm nay Phương sẽ làm một clip để cho các bạn biết được là free day thì Phương sẽ có những hoạt động như thế nào, cũng như là Phương sẽ thư giãn ra sao. Bí ý tưởng hay mình còn một cái idea cho một cái việc gì đấy, nghĩ về clip hay là học bài các thứ ấy, mình hay đi ra quán cà phê này. Quán cà phê này nằm ở quận 2. Chính ra thì từ nhà Phương ra đây khá là xa, không biết sao nữa. Mà từ công ty của Phương qua đây thì gần lắm, đi tầm 5 phút là tới. Từ nhà đến công ty là mất 20 phút, mà cộng thêm 5 phút từ công ty qua đây là 25 phút luôn. Từ nhà Phương qua đây là 25 phút. Thì lý do Phương thích ở đây là do quang cảnh ở đây. Ôi sẵn quá, hôm nay đã quay xong. Quang cảnh ở đây khá là thoáng, những cái lúc mà bí này nọ thì mình có thể ra đây tận hưởng cái không gian này, và nó thật sự nó rất là relax luôn ấy. Này là cái combo ăn vặt của mình mỗi khi mà mình cần suy nghĩ học bài gì đấy. Ly matcha nhá. Rồi đồ ăn vặt khoai tây chiên, chiên các thứ, và một cuốn sổ. Mình sẽ ghi tất cả những gì mà ID của mình ở trong này.
Thank you.